Vừa qua, lực lượng chức năng đã điều tra và phát hiện một đối tượng nhập lậu iPhone 7 về Hà Nội bán kiếm lời. Trong thời điểm này, mặt hàng iPhone 7 đang rất hot trên thị trường. Do vậy, việc mua bán trôi nổi mặt hàng này trên thị trường là điều ai cũng lường trước. 8 chiếc iPhone 7 này bị công an phường Điện Biên, quận Ba Đình thu giữ tại số 12 Khúc Hạo, thành phố Hà Nội. Toàn bộ số hàng trên đều do nước ngoài sản xuất và không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Trị giá số hàng trên là 200 triệu đồng. Chủ của số hàng này là Nguyễn Ngọc Lâm, sinh năm 1986, thường trú tại Ba Vì, Hà Nội. Hiện toàn bộ số hồ sơ và tang vật đã bàn giao cho quản lý thị trường xử lý theo quy định. Trước đó, ngày 19 tháng 9, đoàn kiểm tra liên ngành số 2 Ban chỉ đạo 389 thành phố đã kiểm tra đột xuất nhà số 3 ngõ 107B Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Vào thời điểm kiểm tra có 31 thùng hàng hóa là các sản phẩm như camera, ống nhòm, bộ đàm, đồng hồ đều do nước ngoài sản xuất. Tại thời điểm kiểm tra chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Thủ đoạn kinh doanh của các đối tượng là mở trang web online bán hàng không đăng ký kinh doanh qua trang thương mại điện tử của Bộ Công Thương. Do vậy rất khó điều tra xử lý vì không có địa điểm hoạt động cố định. Trong số các đoàn viên thanh niên học sinh đến theo dõi phiên tòa, dù chỉ là